bị soi xét Indonesia thông báo hoãn hành quyết các can phạm nước ngoài, tin từ Bangkok. Các giới chức Indonesia hôm thứ Sáu cho hay họ chưa biết chắc thời điểm của các vụ hành quyết đã định cho các tù nhân nước ngoài là công dân của nửa chục nước đã bị xét xử can tội buôn bán ma túy. Áp lực đè nặng lên Jakarta, nhất là từ khi phía Úc có thể gây ra những hậu quả về kinh tế và chính trị. Các tù nhân chờ bị xử bắn là những người mang quốc tịch Australia, Brazil, Philippines, Pháp, Ghana, Nigeria và Indonesia. Tất cả đều bị xét là can tội buôn lậu ma túy hay dính líu đến ma túy bất hợp pháp. Tổng thống Indonesia Joko Widodo đã bày tỏ lập trường cứng rắn khi quyết định tuyên án tử hình và nói rằng mục đích là để bảo vệ thanh niên Indonesia và chính phủ đã tuyên bố tình trạng khẩn trương trong cái được gọi là một cuộc chiến chống ma túy. Hồi đầu năm, chính phủ đã hành quyết 6 đối tượng buôn lậu ma túy người Brazil, Malawi, Nigeria, Hà Lan và Việt Nam cùng với một người phụ nữ Indonesia. Sự kiện đó đã khiến Brazil và Hà Lan triệu hồi đại sứ của họ. Các tổ chức nhân quyền như Hội Ân Xá Quốc tế cũng đã phản đối và nói rằng việc chính phủ dường như không chịu cứu xét khoan hồng trên cơ sở từng trường hợp một đi ngược lại với hiến pháp của nước này. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Phi Luật Tân, ông Charles Hose, nói với giới truyền thông Phi Luật Tân rằng ông hoan nghênh việc duyệt lại pháp lý này. Ông nói, chúng tôi hy vọng, nay khi vụ việc được chấp thuận của tối cao pháp viện, có nghĩa là sẽ không có việc hành quyết cho đến khi hoàn tất thủ tục xét duyệt pháp lý và chừng nào vụ việc còn được xét xử. Vụ hành quyết ông Gulate, người Brazil, có thể được đình lại để chờ một cuộc xét duyệt y khoa về tình trạng sức khỏe tâm thần. Brazil đã rút lại quan hệ ngoại giao sau vụ hành quyết một công dân Brazil khác trong khuôn khổ cuộc trấn áp nạn buôn lậu ma túy của Indonesia. Úc đặc biệt lớn tiếng trong việc thỉnh cầu cho hai công dân của họ là Andrew Chan và Miuran Sukumaran được tha mạng, dẫn đến tình cảm chống lại Úc tại Indonesia và các nơi khác ở châu Á. Nguyên Bộ trưởng Thông tin Malaysia, ông Zainuddin Mahathir, tuần này kêu gọi Tổng thống Indonesia hãy dạy cho Úc cách xử sự với châu Á, nhất là với ASEAN, tức Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á. Giới doanh nghiệp và đầu tư Úc ở châu Á đang lo sợ về phản ứng đối với lập trường nổi trội của Canberra trong một khu vực nơi đường lối ngoại giao trầm lặng thường được ưa chuộng. Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp Úc, Indonesia Nebrat Kugaroin nói rằng cộng đồng kinh doanh Úc rất thất vọng trước các biện pháp của Indonesia hướng đến vụ hành quyết. Nếu quý vị có các bộ trưởng họp với nhau để bàn về một vấn đề do Australia nêu lên và phản ứng của ASEAN đối với các vấn đề đó, bản thân việc đó nói lên rằng ASEAN không hài lòng với thách thức của Australia hiện nay và điều đó không giúp ích cho mối quan hệ và chúng tôi thừa nhận điều đó. Cả Thủ tướng Abbott của Úc lẫn Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon đều kêu gọi Indonesia chớ nên hành quyết các tù nhân can tội về ma túy. Indonesia đã phục hồi án tử hình vào năm 2013 sau 5 năm ngừng thi hành án.